Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công thư gửi Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Nông nghiệp Tài nguyên Úc đề nghị chính phủ nước này cân nhắc sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín. Trong công thư, Bộ Công Thương nêu quan ngại trước ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm này đối với ngành nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam, những khó khăn, tổn thất mà người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu đang đối mặt và đề nghị chính phủ Úc cân nhắc sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu. Trước mắt, Bộ đề nghị chính phủ Úc cho phép áp dụng theo các quy định đã được áp dụng trước thời điểm có lệnh tạm dừng nhập khẩu đối với các lô hàng đã nhập khẩu vào Australia, đang làm thủ tục thông quan, các lô hàng đang trên đường vận chuyển từ Việt Nam sang Australia, các lô hàng đã được sản xuất theo hợp đồng đã được ký kết giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hai nước. Trước đó, ngày 7 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Úc đã ra thông báo tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu Á do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng. Lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 và kéo dài trong vòng 6 tháng. Theo lệnh cấm này, các lô hàng rời cảng nước xuất khẩu vào ngày 9 tháng 1 hoặc sau ngày 9 tháng 1 2017, khi đến Úc sẽ phải được tái xuất hoặc tiêu hủy. Các lô hàng đang trên đường tới Úc sẽ bị kiểm tra, kiểm dịch bắt buộc 100%.